Liệu hôm nay sứ giả Thiên Vương sẽ giao thử thách ngôi nhà nào đây? Và căn nhà nhỏ nơi sứ giả đặt chân đến chính là tổ ấm của gia đình cô Nguyễn Thị Kim Anh, 59 tuổi, người phụ nữ giỏi việc nhà, đảm việc nước, luôn dẫn đầu trong các công tác phường hội, là chị Trung Thị Thu Thủy, 32 tuổi, con gái cô Anh. Chị Thủy có một bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh, tên Nguyễn Gia Quý. Tuy không sống chung nhà với cô Kim Anh, nhưng gia đình con trai Trung Thành Tâm, 28 tuổi và con dâu Phùng Thị Hương, 26 tuổi, cùng cháu ngoại Trung Bảo Hân, 2 tuổi, luôn gắn bó và sum họp mỗi dịp cuối tuần. Gia đình của mình có thể nói cho con biết là tại sao mình lại muốn tham gia chương trình không? Để tham gia thì gia đình thì muốn tham gia để gắn kết. Để gắn kết gia đình. Gắn kết. Chị mua bộ bàn ghế salon để ngồi này. Gia đình thì đâu có ghế vậy đó. Cô là lúc trước là cũng có tham gia trong thời chiến đúng không ạ? Cô đi du kích địa phương là năm 72. Năm 72. Rồi năm 75 là cô xuống đường đi bộ đội luôn. Ồ, vậy là tinh thần rất là quyết thắng đúng không ạ? Gia đình ba đời cách mạng mà. Truyền thống gia đình mình cách mạng rất là cao đúng không ạ? Thế bây giờ thử thách mà cô nghĩ là cô có sẽ chiến thắng được cái thử thách mà con đưa ra không? Quyết thì chiến ạ. Quyết thì chiến luôn. Đúng rồi. Thắng 10 triệu. Đúng rồi, 50 triệu về mua bộ ghế xe lăn. Thế thì bây giờ gia đình đoán thử đây là thử thách gì nha. Hồi hộp, đang hồi hộp. Mọi người nghĩ đây là cái gì vậy? Bartender. Bartender đúng không? Bartender nhưng mà nó lại những cái hạt xúc xắc như thế này. Thế thì với những cái hạt xúc xắc rất là đẹp như thế này, rất là sặc sỡ như thế này, thì gia đình mình có nghĩ là mình sẽ thử thách gì không nè? Xếp hình. Dễ mà nghĩ được cô, đó là cô bưng hủ tiếu không rồi lấy đâu xếp hình. Chồng lên. Ồ, vậy là chính xác rồi đó. Thử thách xếp chồng 20 hạt xúc xắc. Trong thời gian 3 phút, người chơi dùng tay xếp 20 hạt xúc xắc thành một cột tháp mà không được sử dụng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Tháp phải đứng được tối thiểu trong 3 giây thì mới được công nhận chiến thắng. Thất bại khi hết thời gian quy định, người chơi không xếp chồng được 20 hạt xúc xắc như quy định. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. Đừng tổ tiếu không, bây giờ cộng này nó cũng vui. 2 phút. Lên lên TV. Lên vàng quả, lên tiếng lên. Tiếng lên, tiếng lên, tiếng lên, tiếng lên. 1, 2, 3, yeah. Chào đón gia đình Bắc Kim Anh đến với sân chơi gia đình tài tử. Chào chị. Chào cả nhà. Bữa nay mình mặc đồng phục mới may hả bác? Dạ mới mua hả? Đầu tư để đi thi. Đầu tư để đi thi. Đầu tư luôn á hả? Để cho nó nghiêm nghị giúp cho nó lịch sự. Lý do tại sao cô tham gia chương trình gia đình đệ tử này? Nói chung thì cũng có muốn hầu nào giờ coi Tiêu Quy thấy Quyền Linh coi làm sao gặp coi chương trình này nè mà làm sao gặp Quyền Linh được. Giờ cũng may mắn coi như là cũng như đưa đẩy tới các sứ giả nè, các cô ai đưa ai đẩy không biết, ông chờ ông biết tới. Năm nay coi như được lên Tiêu Quy rất là mừng. Lên đây hơi gung. Gung gung không? Gung. Gung thấy Quyền Linh. Thôi giờ hát bài cho đỡ gung đi. 60 năm cuộc đời đi. Ú dữ luôn à. Mà không có thuộc nha. Nguyên nhà mình nhảy nha. Chừng quay cho vỗ tay ủng hộ. Em ơi có bao nhiêu. Oh yeah. 60 năm cuộc đời. Quá dữ. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu tư cao vời vời. 20 năm cuối là bao. Chưa thấy ca sĩ nào mà vừa hát vừa nhảy sáng tạo vậy đó. Vừa nhảy vừa lui nè. Nếu mà được 10 triệu mình sẽ làm cái gì? Mua bộ ghế salon. Tại nhà mua ghế. Cố gắng lên nha, bộ salon nha. Chúng ta xem lại 7 ngày qua mình đã luyện tập thế nào.
Ngay đêm đầu tiên sau khi nhận thử thách, mọi người trong nhà, từ già tới nhỏ, đều có chung niềm say mê nghiên cứu xếp xí ngầu. Ngày thứ hai trôi qua trong cảm giác vô vọng của cô Kim Anh khi mà cháu ngoại trở thành chuyên gia phá rối. Tập luyện trong không gian nô đùa của cháu ngoại thì liệu có mang lại hiệu quả? Cứ dàn sắp rồi con không sắp để cho ngoại sắp lại rồi đi ngủ rồi. Đã đi đến gần nửa hành trình mà tình hình tập luyện vẫn chưa đi vào quỹ đạo, cô Kim Anh buộc phải phụ lòng khách hàng khi mà vừa bán hủ tiếu vừa phải tranh thủ luyện tập như thế này. Và nỗ lực đã mang lại thành công như mong đợi. Việc thay đổi những bề mặt tiếp xúc khác nhau từ tủ kính, ghế nhựa đến bàn inox đã đem đến những cách thức tập luyện và kết quả khác nhau. Và liệu sự sáng tạo này phải chăng là giải pháp tối ưu? Khó quá, khó quá. Đúng là một công đôi việc. Nhân dịp họp chi hội cựu chiến binh, cô Kim Anh quyết định tổ chức buổi lễ báo công ấm cúng với một đồng chí trong hội. Thay vì tổ chức một buổi tiệc ăn mừng linh đình, thì những hành động tâm linh để tự động viên tinh thần như thế này chính là phương pháp hữu hiệu nhất dành cho người phụ nữ gần U60. Một tuần 7 ngày khổ luyện sẽ là một cột mốc đáng nhớ với rất nhiều khó khăn và vô vàn những cố gắng nỗ lực của bản thân cô Kim Anh và gia đình. Thì... giờ hỏi cô thiệt nè, giờ mình quyết định đi có hai vấn đề. Một là bán hủ tiếu bò kho, hai là xếp xí ngầu. Chọn nào? Xếp xí ngầu đi. Xếp ngầu, đúng rồi. Gì đó, bán không bán? Lo xếp xí ngầu không à. Xếp mà cái bà kia bà ăn nguyên cổng mà nó dài. Hôm nay ai quyết định ai sẽ là người chinh phục thử thách? Gia đình là ai cũng đi làm hết. Thì có mình mẹ nhà, mẹ bán hủ tiếu, mẹ vừa sắp. Thì thôi cả nhà thống nhất là cử đại diện là mẹ lên thi để lấy 10 triệu về mua bộ ghế salon. Chắc chắn chưa? Chắc chắn luôn. Chúng ta đón nhận thử thách. Quý Linh sẽ đọc lại luật chơi của thử thách. Xếp 20 hộp xúc xắc thành một cột. Trong thời gian 3 phút 30 giây, người chơi dùng tay xếp 20 hạt xúc xắc thành một cột tháp. Khi xếp xong, tháp phải đứng được tối thiểu là trong 3 giây thì mới được công nhận chiến thắng. Bây giờ cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Mời cô bước về phía trước. Chúng ta kiểm tra lại bàn cũng như các hộp xúc xắc để chuẩn bị tinh thần. Gia đình hãy nói gì với mẹ của mình? Mẹ ơi, cố lên lấy 10 triệu về mua ghế salon nha. Yeah. Tất cả đã chuẩn bị. Không biết rằng cô có hoàn thành được hay không. 10 triệu đồng hay 1 triệu? Chúng ta chờ xem. Thời gian 3 phút 30 giây bắt đầu. Những hộp xúc xắc đầu tiên thì rất đơn giản, nhưng nó có làm nền móng cho những hộp xúc xắc tiếp theo hay không? Điều đó mới là điều quan trọng. Càng cao, chỉ cần một hơi thở nhẹ thôi, xúc xắc có thể đổ. Cẩn thận, những viên đầu tiên mới là quan trọng. Chúng ta phải kiểm soát cả hơi thở của mình, bởi vì thở mạnh quá nó cũng gây ảnh hưởng cho tháp. Hơn nửa tháp. Kiểm soát thật chặt từng viên xúc xắc cô ạ. Chúng ta còn 4-5 viên nữa thôi.
4 viên nữa. Cố lên. Tay cô hơi run. Hãy kiểm soát thật chặt từng viên xúc xắc cuối cùng. Mình còn 40 giây. Tháp xúc xắc bắt đầu rung và lắc. Mình còn 2 viên cuối cùng. Cho 30 giây. Có nghĩa là mỗi viên xúc xắc 10 giây. Tám. Wow. Rất tiếc thưa quý vị. Rung quá à, không có bình tĩnh được. Không sao cả, coi như bộ ghế salon bị rách đi. Dù sao chúng ta cũng nhận được 1 triệu để trả tiền đầu tư quần áo. Chúng ta gửi tặng gia đình một kỷ niệm. Cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình. Và mong rằng chúng tôi sẽ gặp gỡ gia đình trong một chương trình nào đó ở trên sân khấu này. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục gia đình nào đây. Mời quý vị hướng về màn hình.